để dập tắt được cái chuyện đó. Anh chào em. Em xin chào anh Thơ Quang và tất cả các anh chị trên diễn đàn ạ. Hôm nay chắc em chia sẻ một hai cái vấn đề mà em đang bức xúc đây nè. Hồi sáng nay rảnh không có chuyện gì làm, đi chạy sang chơi với bà dì. Cái nói chuyện đẩy đưa sao có bà đưa ra hai cái phát ngôn này mà em ớn lạnh luôn. Cái thứ nhất á, bà nói là cái xã hội Việt Nam bây giờ ở đâu cũng tiền, ở đâu cũng đúng đá, ở đâu cũng xung đột, đâu cũng tiền bạc cạnh tranh này nọ. Rồi cái ý thứ hai á, mà em nghe bà dì em phát biểu là em còn sợ nữa nè. Bây giờ á, con muốn mà thay đổi được cái đất nước này, con phải tham gia bầu cử. Con tham gia bầu cử, con nêu lên ý kiến, con giành quyền lợi. Trời đất ơi, em sợ luôn á anh. Em đi xong về em gục luôn á, trưa là em gục luôn, em không muốn dạy luôn. Em nói trời đất ơi, bà dì mình mà bà nay bà ăn phải cái gói của cái tụi phản động hay ở đâu trời. Nghe mấy ý kiến nó kỳ kỳ lắm, em mới thấy mấy cái giọng điệu nó kỳ kỳ sao á. Quá bực luôn. Đó chính là cái cách mà em nghĩ là tụi phản động bây giờ nó muốn kích thích người dân, là chỗ tụi nó đang muốn luồn lách đó anh. Tức là bây giờ muốn giật cái chế độ này hiện tại á, kích động lòng dân giật cái chế độ này quá khó. Phải thật sự là quá khó. Nếu mà cứ đi tuyên truyền trên mạng hay là thậm chí là trực tiếp hay là trên mạng kiểu này khó lắm. Bây giờ chỉ có một cách là xâm thực, gọi là em dùng từ là xâm thực thông qua bầu cử ấy, để gọi là mang cái tiếng là giành quyền lợi hay là bày tỏ chính kiến, bảo vệ quyền lợi người dân ấy, thì chỉ có cách đó mới có thể mà lật đổ được đảng Cộng sản thôi. Thì bây giờ các cái lực lượng phản động nó đang hướng đến cái mục tiêu đó, và nó muốn tuyên truyền cho người dân mình á, là cái kiểu là ứng cử vào đại biểu quốc hội là cái cách để cống hiến cho đất nước. Tụi nó sẽ bơm vào đầu của người dân Việt Nam á, là chúng ta muốn cống hiến cho đất nước là bắt buộc phải tham gia ứng cử đại biểu quốc hội. Phải trực tiếp tham gia, đúng không? Phải trực tiếp tham gia, đúng không? Cái luận điệu này mà xảy ra thì em nghĩ chắc cả cái đất nước này 90 triệu dân thì chắc cũng phải 90 ngàn người vô ứng cử hả trời? 90 ngàn người, cả 100 ngàn người vô ứng cử, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cái đó Bùi Tùng thì trước mắt theo Bùi Tùng, cái đó cũng là một cái biện pháp gây rối không? Gây rối, gây nhiễu. Đúng không? Bởi vì nếu mình như Bùi Tùng nói, hình dung bây giờ, thí dụ như cái số lượng người dân đó họ... cứ căn cứ theo pháp luật mà họ dựa họ đi đi đi, đi tự ứng cử là cũng nhức đầu lắm, đúng không, rất là tâm hiểm. Đúng rồi anh, mà anh cũng biết rồi, nếu mà bầu cử như vậy á, thì thành thử ra chia phiếu như vậy á, thì các cái ứng cử viên mang cái ý nghĩa tự do đó, mang cái ý tự do, chắc chắn là nó sẽ họ sẽ giành lợi thế hơn. Tại vì lúc đó phiếu nó chia nhỏ ra thì các ứng cử viên tự do. Và có một cái quan trọng nữa, nếu như bầu cử với số lượng nhiều như vậy thì cái đội thanh tra của đảng và nhà nước sẽ bất lợi. Bởi vì nhiều người đi qua quá, cái ngõ, cái cửa nhỏ xíu mà đông người đi qua đi lại quá thì mình không thể rà soát hết được. Mình không thể rà soát từng người, người này vai trò mục đích là gì, người kia vai trò mục đích là gì. Rất khó khăn luôn. Cái thẩm định vai trò của cái người trong đó rất là khó khăn luôn. Bởi vậy em mới nói là nguyên của buổi sáng em ngồi em cãi. Em biết là em cãi mệt lắm nhưng mà em cũng phải cãi thôi. Nhưng mà không biết là bà gì em bả nghe ở đâu, bả coi ở tin mạng ở đâu mà cuối cùng là nghe cuối cùng là tin của mấy phản động bây giờ nó chui rút vô trong cả mấy cái người như vậy luôn. Mà thậm chí là bả cũng từng là cũng đi làm nhà nước này nọ ra. Đi làm nhà nước này nọ đó, chứ không phải là cái dạng mà giống như là bình dân mà tức chứng tỏ là có kiến thức này nọ đó. Đó. Đa số bây giờ người dân xem YouTube rất là nhiều. Bùi Tùng không? Xem YouTube rất là nhiều. Cho nên á tại sao tin quốc phòng Việt Nam đó họ đưa ra cái clip đó, cái chủ đề đó rất là hay. Nó rất là hay là vấn đề là cái kỹ nghệ tạo sóng ngầm. Đúng không? Rõ ràng đây là có một những cái kiến nghệ tạo sóng ngầm của họ. Anh xin mời Bùi Tùng tiếp tục ạ. Tại vì cái khó bây giờ là như thế này, nếu mà họ nói rằng bây giờ là dành cái đi bầu cử là dành quyền thể thổ lộ cái ý kiến cá nhân của người dân á, tức là họ trà trộn cái ý đó vô thực sự ra, nếu mà em là một người mà giải thích á, giải thích cho người thân của em giải thích không được anh. Tại vì cái ý đó đúng mà. Tại vì khi mà anh đưa người vào bầu cử có nghĩa là anh trình bày, anh đưa ra cái ý kiến của mình đối với quốc hội, đối với chính phủ là cái đó là hợp pháp mà, hợp lý mà. Đó,
Cái đó mới là cái khó, làm sao để cho người khác người ta phân định được là các ứng cử viên đó là vào để phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước, hay là các ứng cử viên đó vào để mà kích động làm loạn, làm sao phân biệt được? Đúng rồi. Cái vấn đề là như vậy, không thể nào mà chúng ta phân biệt được, mà tụi nó cứ tuyên truyền ra rã vậy đó. Rồi cũng có nghe, sáng nay em cũng có nghe là nói về cái vấn đề là cái nói chung là lãnh đạo Việt Nam bây giờ là bê bối thế này thế kia đó, thì cũng là cái dạng là thông tin xấu, thông tin rất xấu độc luôn. Mà em thì em lại không có thời gian để em hỏi là thực sự là bà gì, em mới coi cái kinh gì, chứ nếu không là phải truy cùng đuổi gọn luôn à, thật sự là cái kinh đó là cái kinh nào, giới thiệu cho mọi người biết để mà tránh xa, chứ không thấy cái kinh này thấy độc quá, độc luôn. Còn cái nghệ thuật giống như hồi nãy em có nghe trên cái clip của anh, thì anh có nói về cái vấn đề mà bôi nhọ đó, thì đó là cái dạng mà bôi nhọ hay là nói xấu lãnh đạo đất nước, rồi sau đó là bơm thổi lên cho các ứng cử viên tự do, cũng là một cái cách thức để mà có thể là tiến đến cái chuyện lật đổ chính quyền. Em nói đơn giản, đó chính là cái cách mà Miến Điện nó đang làm đó anh. Miến Điện nó đang làm đó, tức là nó sẽ lên mạng, nó sẽ bêu réo lãnh đạo quân đội thế này thế kia. Em chưa biết lãnh đạo quân đội có xấu hay không, nhưng em không dám khẳng định, nhưng mà tụi Miến Điện nó sẽ dùng truyền thông, nó bêu réo nói xấu về cái thể chế hay cái lực lượng quân đội, rồi sau đó nó sẽ bơm thổi lên, nó nói tốt đẹp cho bà San Kyuy lên, nói những cái điều hay, điều tốt, điều đẹp của bả, mà mặc dù những cái chuyện đó thật ra bả không có làm được bao nhiêu hết, nhưng mà tụi nó sẽ dùng truyền thông như vậy để kích ứng người dân. À, giống như là bà San Kyuy này giống như là một cái bà tiên á, đem lại hạnh phúc cho nhân dân Miến Điện á. Thì khi mà người dân bị một cái truyền thông một chiều này cứ ám thị hoài, anh cứ chiếu lên hoài, cứ ngày này cũng sáng cũng chiếu, chiều cũng chiếu, tối cũng chiếu, ngày này ngày kia chiếu, là riết cái con người đó lặm xuống. Rồi bên cạnh đó thì tụi nó cũng tăng cường là cái gì, tăng cường là phát các cái clip mà nêu lên những cái điều xấu, những cái điều tiêu cực của chính quyền hiện tại. À, bôi xấu lãnh đạo, rồi sau đó là đưa lên những clip, những cái tiêu cực của chính quyền hiện tại để chi, để gia tăng rồi bào mòn đi cái uy tín của nhà nước, bào mòn dần dần đi. Thì tụi nó đang muốn đánh, là em nghĩ là đánh đường dài đó anh, tụi nó sẽ nhiều khả năng đánh đường dài theo cái kiểu đó, tức là từ ngày này sang năm khác, từ ngày này sang năm khác, cứ phải bào mòn rất nhiều như vậy. Và tất cả những anh em cờ đỏ của chúng ta lên mạng á, chúng ta dường như là em thấy cũng rất là bị động luôn đó anh, rất là khó khăn, rất là bị động luôn. Tức là tụi nó đánh ở chỗ này là mình phải đi giải thích ở cái chỗ này, rồi tụi nó xuyên tạc ở chỗ kia là mình lại tiếp tục xuyên tạc ở chỗ kia. Cho nên là cái tình hình vất vả, rất là khó khăn luôn. Thì cũng hy vọng là năm sau bác Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra cái sách lược là phát triển về các cái cổng thông tin với lại các cái trang mạng mà hiểu về cái đường lối của đảng và nhà nước người ta ra đời, thì sẽ là một cái cách khác. Em nghĩ sẽ là một cái cách khác, một cách đối trọng hơn, thì kéo lại cái luồng thông tin cho con người dân, cho người dân thấy được những cái thông tin tốt hơn. Em nghĩ là vậy. Đúng rồi. Dạ dạ, yếu lắm. Thì em có đàm đạo với mọi người, em cũng nói như vậy đó. Theo quan điểm của em là bây giờ nếu như các chào chú Cầm, mà mình thật sự mình không chọn, mà họ đậu vô quốc hội thì cũng phải chiều thôi, bởi vì cái đó là cái quyền bầu cử, là quyền quyết định của số đông, của số đông các cử tri, thì người ta chọn các cái ứng cử viên như vậy, thì bây giờ mình là thiểu số thì mình phải tôn trọng đa số thôi. Còn cái chuyện mà ứng cử viên đó bước chân vào quốc hội làm những cái chuyện A, chuyện B, chuyện C gì, thì chúng ta với cái góc nhìn bên ngoài, chúng ta sẽ được quyền phản biện nữa. Em cũng nghĩ là như vậy. Nếu như chứ chúng ta, em thấy là cũng có một số bộ phận mà chúng ta lên án hay chúng ta chửi bới quá, em nghĩ cũng nhiều khi là bên kia nó càng nói ra anh. Chúng ta càng chửi bới bên kia càng nói hơn nữa. Bên kia càng xuyên tạc là bên kia nói là giống như là mình không có dân chủ này nọ nữa. Cho nên là em nghĩ là nếu như bầu có mồi đúng không? Theo Bùi Tùng á. Dạ. Theo Bùi Tùng á có thể gọi là chim mồi, hay nó kích, nó đưa ra những cái dữ kiện gì đó, nó khiến cho người dân cảm thấy là bức xúc. Và khi chúng ta bức xúc á, chúng ta cất tiếng nói lên, chúng ta phản ứng lại, thì đâm ra là chúng ta bị không làm chủ được, và chúng ta đi quá cái giới hạn của người dân đi, đúng không? Thì lúc đó thì bên kia nó sẽ quy chụp ngược lại. À đây nè, đây là những thành phần là dư luận viên thế này thế nọ rồi, đúng không? Dư luận viên.
Đúng không, đúng không, đúng không hả? Rất là ghê, Cho nên rất là chiêu trò. hồi đầu thì em thấy mấy anh đó làm đúng, tức là mấy anh đó chửi những cái ứng cử viên mà gọi là có cái lý lịch nó không tốt á, lý lịch nó không có phải là chất á, thì nói chung là như vậy. Nhưng mà em nghĩ càng ngày về sau nếu mà mình làm như vậy là càng không ổn. Em nghĩ càng Đúng. không ổn là bởi vì mình sẽ làm như vậy sẽ tạo điều kiện cho tụi phản động nó lại kích lên nữa. Chính xác. Dưới những cái comment mà chúng ta cứ chửi bới cái chửi bới như vậy hoài, nó sẽ quy kết là lực lượng cờ đỏ hay là lực lượng ban tuyên giáo nó đánh nè, nó không cho người dân, thậm chí nó có thể xuyên tạc là không cho người dân cất tiếng nói. Nó nói như vậy á, cái cờ đỏ là ăn tiền của nhà nước, chửi bới ứng cử viên rồi kích động người dân để không cho ứng cử viên đó bầu, là nhằm là tước đoạt quyền lợi của người dân, còn chết nữa, nếu mà nó đẩy tình huống nó còn chết nữa. Cho nên theo em nghĩ là chúng ta vẫn nhắc nhở nhau thôi, Đúng là rồi. về phương diện bầu cử là suy nghĩ cho kỹ, đọc cho kỹ hồ sơ rồi chọn cái người mà theo mình nghĩ là đúng, là tốt, là phù hợp thôi. Còn cái chuyện mà anh có có đậu hay không thì cứ từ từ tính, chứ chúng ta cũng đừng có nên là gọi là chúng ta kiên quyết quá hay là chúng ta gọi là quyết liệt quá, thì nó cũng cũng không có phải là ổn nữa. Còn còn có cái thành phần mà nói là cái gì đây, em thấy là em đọc em thấy là nhân sự của các cái ứng cử viên này là đều phải thông qua cái gì, thông qua đảng nhà nước hết, tất cả là phải đều phải thông qua hết chứ không có được là tự tiện vào. Thì thật ra mà nói là đảng và nhà nước chúng ta cũng có quy chế rồi, em có đọc có quy chế rồi, là có 4% hay 5% gì đó là các ứng cử viên tự do không đảng phái, các ứng cử viên tự do không đảng phái là 4% chúng ta được quyền bầu cử. Thì xét trên cái tỷ lệ chung đó thì số lượng những người ra ứng cử thì em thấy có nghĩa là nó cũng đúng, nó cũng phù hợp thôi. Tại vì theo quan điểm của em á, những ứng cử viên tự do á là chưa chưa có thật sự là đem lại cái niềm tin và chưa có thật sự rõ ràng về cái điều. Em không dám nói là họ xấu hết nha, em không dám Chính nói như xác. vậy, em không có nói là họ xấu hết, nhưng mà em nói là chúng ta chưa thẩm định rõ được, chúng ta chưa thẩm định rõ được năng lực của họ. Do đó là để cái tỷ lệ 4 với 5% là hoàn toàn chính xác. Cái gì chúng ta không rõ thì chúng ta nhận ít thôi, chúng ta đưa ít thôi, rồi từ từ trong quá trình là chúng ta mới 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 sẽ thay đổi sau. Nếu như em nói đặt giả sử như nếu như kỳ này quốc hội số lượng các ứng cử viên tự do mà vào trong quốc hội họ làm tốt đi, em nói ví dụ như thật sự họ làm tốt đi, thì có thể năm cái nhiệm kỳ tới nhà nước chúng ta sẽ mở là sao, ví dụ như là Đúng từ 5% chúng ta mở lên 7%, 8%, 10%, em nói ví dụ vậy thôi nha, đúng em nói ví rồi. dụ như vậy đó. Còn nếu như các ứng cử viên tự do năm nay mà họ làm không tốt, họ vào đây để họ làm sằng làm bậy thì có thể là giữ nguyên hoặc là giảm đi cái tỷ lệ phần trăm. Thì cái chuyện đó sẽ phụ thuộc vào cái độ cống hiến, cái tâm của các cái ứng cử viên tự do và nhà nước, họ sẽ từ cái tình hình chung đó để họ đưa ra quyết sách. Thì em thấy cái đó sẽ là song toàn hơn. Và cái luận điệu mà của tụi phản động nó nói là các ứng cử viên tự do không được vào do nhà nước cản trở, mày mày nói tầm bậy tầm bạ. Ở bên Mỹ đó bầu đại hội đảng Cộng Hòa bầu cho cố lên, cuối cùng ông Trump lại thắng, em nói thiệt luôn á, bầu từ đầu tới cuối là đưa tới 7-8 người người nào tùm lum tà la, cuối cùng ông Trump lại thắng, cuối cùng là đại cử tri lại bầu cho ông Trump lại thắng. Vậy thì cái đó gì? Bên Mỹ nó còn chưa có cái sự dân chủ hoàn toàn nữa, nó cũng là đảng đề cử đó chứ thay gì có khác gì đâu. Thật ra nó cứ chửi bới mình, nhưng mà thật ra em thấy Mỹ nó cũng là một cái dạng vậy thôi, tức là ở dưới cử tri nhỏ nó bầu cho người khác, nhưng mà lên trên thì đại cử tri bầu một hồi cũng ra ông Trump, chạy đâu chạy cũng ra ông Trump. Mà em thấy là dạo này là nước Mỹ có cái cách làm việc là không có dân chủ nha anh. Ví dụ như em thấy có cái bà gì á, có một cái bà đại biểu nào bên đảng Cộng Hòa là bị tất cả thành viên đảng Cộng Hòa đuổi ra khỏi đảng đó anh, đuổi thẳng ra khỏi đảng á, là bởi vì cái bà đó chống đối ông Trump, bà đưa ra ý kiến bà chống đối ông Trump, và cuối cùng là đại hội đảng Cộng Hòa là tước bỏ đảng tịch của bà luôn, đuổi bà ra khỏi đảng luôn. Ủa vậy cái đó là sao dân chủ? Bây giờ anh nói là giờ người ta phải trình bày ý kiến rồi đưa ra những cái ý kiến khác biệt, mà bây giờ người ta đưa ra ý kiến khác biệt chút xíu cái anh đẩy người ta ra khỏi đảng, rồi cuối cùng anh dùng những cái giá trị đó anh áp đặt cho đất nước Việt Nam là đòi hỏi dân chủ, thấy nó kỳ cục quái đản sao. Thì cả Cái nước chiêu trò để Bùi là Tùng do Bùi cái Bùi Tùng chiêu trò để Bùi Tùng mới nói đó, giống như là cứ mang mang cái chuyện nước Mỹ áp đặt cho Việt Nam, thì theo Bùi Tùng á,
cái đó là cũng phải là một trong những chiêu trò mà nó cố tình nó tạo tạo sóng ở trong dư luận Việt Nam không, gây nhiễu rồi nó tạo dư luận, nó làm đủ trò đủ kiểu để cho giống như là người dân bị trực tiếp là cử tri á, là bị rối đúng không đó. Có một cái em thấy là có một cái là chúng ta bên truyền thông chúng ta vẫn còn 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 hơi bị sơ hở là chỗ này nè anh, tức là tụi nó khi mà xuyên tạc á, thì tụi nó sẽ đưa những giá trị tốt đẹp của nước Mỹ, những điều tốt của nước Mỹ lên trên mạng, nhưng mà chúng ta lại không có đào sâu khai thác vào những cái vấn đề của nước Mỹ, những cái tình trạng thiếu dân chủ, thiếu công bằng, thiếu nhân quyền của nước Mỹ, thì chúng ta lại không có cái kênh nào phản biện hết. Em thấy hầu như rất ít cái kênh phản biện, rất là ít luôn, mà toàn trên mạng toàn là những cái trang nịnh bợ của nước Mỹ, rồi nó đẩy nước Mỹ lên cao, rồi nó chiếu cho người dân thấy ở Mỹ đẹp như thế này, Mỹ đẹp như thế kia. Vô tình thì những cái điều như vậy nó làm cho cái tư duy của người dân Việt Nam chúng ta bị thiên lệch, em nghĩ là bị dần bị thiên lệch cái cán cân, là những chiếu hoài riết là người dân Việt Nam cứ nghĩ là Mỹ là hay, Mỹ là ngon, nhưng mà những cái kinh mà nói về sự thật của nước Mỹ thì em thấy không có bao nhiêu người coi hết, mà cái đó mới là cái vấn đề mà chúng ta cần phải phải phải, phải thảo luận. Ở Việt Nam em thấy là đất nước ngày nào cũng vậy, có vấn đề này vấn đề kia, nhưng mà không có tình trạng xả súng nha, em thấy không có tình trạng xả súng rồi giết chóc như kiểu của Mỹ đâu. Còn Mỹ Chào bây mấy giờ tôi. nói thật chứ, ngày nào mà chẳng có xả súng, ngày nào mà chẳng có giết chóc ở bên đó. Còn cái chuyện mà tội phạm thì em không nói nha, tội phạm thì cái chuyện đó nước nào cũng có hết, nhưng mà về cái vấn đề xả súng, sử dụng súng bất hợp pháp là em thấy là Mỹ là sử dụng là nhiều nhất. Mà tại sao những cái chuyện như vậy không thấy ai nói, không thấy bao nhiêu kênh đài gì nói hết, và người dân cũng không có tìm hiểu, cho nên là tụi nó biết rằng là một bộ phận người dân chúng ta bị thiên lệch về cái truyền thông, chúng ta không nắm rõ được cái bản chất của các cái nước xung quanh, cho nên chúng ta mới có cách nghĩ nó hạn hẹp như vậy. Rồi tụi nó cũng hay nói những cái câu như thế này là anh, cái chuyện nước Mỹ nó bị ung thư là kệ nó, mình thì lo mình đi, cứ mình lo nước Mỹ làm gì. Cái luận điệu cực kỳ là ngu xuẩn luôn. Dân ở đâu chẳng là cái con người, ở đâu con người nào ở trên cái lục địa này chẳng có phải là hai cái tay hai chân. Mà tụi bay so sánh là tụi bay nói thôi đừng đừng có quan tâm nước Mỹ, kệ nó đi, chúng ta chỉ Dung cần quan tâm nước Việt Nam. Đó đó cũng là một cách mà em nghĩ là tụi nó dùng cái truyền thông mà tụi nó che chắn đó anh. Cái cách nói đó tụi nó che chắn hết thông tin, có nghĩa là nó sẽ làm cho người dân là không có tìm kiếm được cái sự thật thông tin từ ở nước ngoài, tại vì nó nói là nước Mỹ đừng có quan tâm, thông tin nước Mỹ đừng có quan tâm, mày làm gì mày quan tâm nước Mỹ chi, lo Việt Nam thôi. Thì cái dụng ý của tụi nó là tụi nó sẽ làm cho cái góc nhìn của người Việt Nam của mình cứ tối ngày chúi vô trong cái phía dưới mình không à, cứ toàn là gục mặt xuống nhìn xuống phía dưới cái chân của mình không à, mà mình không ngưỡng cái mặt lên mình nhìn nó xung quanh. Tụi nó tìm cách như vậy đó anh, cứ dân mình cứ 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 mắt cứ cúi xuống nhìn dưới chân, nhìn dưới cái phần 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 phần, phần xấu hổ của mình không à, mà không bao giờ thấy ngưỡng lên trời hay là nhìn sang chỗ khác đó. Cái cách đó như vậy và nó đánh vào cái truyền thông, tức là nó làm cho nó lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết của người dân mình cộng với cái vấn đề truyền thông của chúng ta còn hạn hẹp nữa, thì nó kết hợp lại để nó đẩy người dân mình là làm sao làm chứ cái thông tin á, cái thông tin thật á, thông tin thật để mà đánh giá trung thực thì không bao giờ có thấy hay coi gì hết. Thì như vậy nó càng làm cho chúng ta dễ có nảy sinh chuyện này chuyện kia. Rồi có một cái vấn đề em cũng sẵn tiện diễn đàn của anh Dương Vi em nói luôn về cái vấn đề bất mãn. Cái vấn đề này em phải nói luôn, bất mãn. Theo em nha anh, khái niệm của em là bất bất mãn á là một cái trạng thái của một con người không có bất lực. Tức là con người đó họ đưa ra những cái mục tiêu của bản thân, đưa ra những cái khát vọng của bản thân, nhưng mà cái khả năng của mình thì không đủ, không đáp ứng được cái nhu cầu của mình, thì sinh ra bất mãn. Em định nghĩa như vậy á, có nghĩa là cái con người đó đưa ra cái mục tiêu, đưa ra cái hoài bão, nhưng mà cái khả năng bản chất con người đó không làm được với cái không hoài đập bão, nổi. với cái khả năng, với cái ước mơ đó, thì sinh ra bất mãn. Vậy thì sao? Vậy thì điều đó chứng tỏ là bất mãn nó có ở mọi nơi trong cuộc sống. Tức là ở trong nhà mình cũng sẽ có chuyện bất mãn, mình ra đường mình cũng bất mãn, mình cũng có Trong thể chỗ là làm mình đúng gặp rồi. chính quyền mình cũng có thể bất mãn. Nhưng mà bây giờ tụi nó khôn lại chỗ tụi phản động á, nó sẽ tụ họp hết tất cả các nguyên nhân bất mãn là từ nhà nước mà ra. Đổ Cái thừa nghệ thuật là vậy đó anh, nó tụ họp nó hết đổ tất cả, thừa là cứ cứ ví dụ như cứ cứ ở nhà mà bị hai vợ chồng gây gổ đánh nhau vì cái chuyện tiền bạc thì cũng nói chắc cũng đổ vô cộng sản làm, nhà nước làm.
rồi đi ra đường chắc bị xe quẹt một tí, chảy máu chân một tí, rồi cũng đổ thừa là do chắc cũng do chính quyền làm, chính quyền không có làm đường tốt á, cho nên là đi xe tông, mà mặc dù bản thân mình là chạy xe hả 70 km trên giờ nhưng mà vẫn cứ đổ thừa vô nhà nước. Đã vậy á đó, thì cái nguồn gốc thì em nghĩ là tụi nó đánh vào cái bản thân của những cái người mà không có, em theo em nghĩ là không xác định được cái bản thân mình. Đó, không có bao khi mà mình thất bại lại không có bao giờ mà xem xét kỹ là cái nguyên nhân mình thất bại, cái cốt lõi mình thất bại ở đâu. Đó. Cho nên là cứ 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 vòng xoáy đó là tụi nó xuyên tạc vô một cái là lập tức là sinh ra bất mãn. Đó. Mà thật sự đó là gì, những cái khát vọng, những cái mong mỏi của mình á, theo em nghĩ thôi nha anh, những cái mong mỏi và khát vọng của con người á, thường nó sẽ đi xa với năng lực thực tế lắm. Có trường hợp thì nó sẽ đi được nhưng mà em thấy đa phần là đi xa lắm, tức là mình mơ thì mình mơ trên trời nhưng mà khả năng mình toàn dưới đất không à. Đó. Nhưng mà mình không bao giờ đánh giá lại cái chuyện đó là như thế nào, mà mình cứ đi đi đổ sang nhà nước những cái bất cập, những cái chuyện A, chuyện B, chuyện C. Đó. Giống như em thấy dạo này tụi nó cũng có những cái sự tắc kè hoa nè anh. Ví dụ như À. là em xin nói vài giây thôi, cái chuyện mà của bà Phương Hằng á, em chỉ nói vài giây thôi. Lúc đầu á anh biết không, khi mà bà Phương Hằng bả lên tiếng bả nói mấy cái vụ đó đó thì tụi tụi hải ngoại nó ca bà Phương Hằng ghê lắm. Nó nói bà Phương Hằng là chị Phương Hằng là tuyệt vời, chị Phương Hằng là đấu tranh vì nhân dân. Cái hồi cách đây mấy hôm á em thấy chị cô Phương Hằng cổ kêu thêm anh Duy Nguyễn vào. Kêu thêm Duy Nguyễn vào thì tự nhiên mấy cái thành phần ở dưới nó comment nó bảo là bà Phương Hằng là tư bản đỏ. Tư bản đỏ. Hồi đầu thì tụi nó ủng hộ Phương Hằng, cái sau thấy có Duy Nguyễn vô thì tụi nó đổ thừa sang, tụi nó nói là đây là tư bản đỏ, bà Phương Hằng là cộng tác viên của cộng sản. Anh thấy không, tụi nó rất là lươn lẹo, lươn lẹo cập nhật, tụi nó cập nhật cái tình hình của đất nước rất là ghê gớm và tụi nó sẵn sàng là lươn lẹo, thấy cái chỗ nào mà được gió, ví dụ như là có cái thế gió để mà đẩy đẩy lật đổ chính quyền là tụi nó sẽ làm, còn cái thế nào mà tụi nó không làm được thì tụi nó buồn, rất là nguy hiểm luôn, cái gì nó cũng nói. Cũng giống như anh Quang cũng nói là cái chuyện của ứng cử viên á, bữa trước thì xuyên tạc bảo là bây giờ đừng có đi bầu, Đúng rồi. đóng cửa nhà đi, đừng có đi bầu hết, cái tự nhiên bây giờ mấy hôm rồi thấy ông gì á, ông Huy gì qua được cái vòng vòng đầu rồi thì bắt đầu là đổ xô Cái vô tường. kêu gọi người dân là đi bầu cho ông Huy, đi bầu cho ông Huy. Mà cái nét này em thấy cái nét của người Việt hải ngoại này sao giống cái vụ mà ông Trump của anh, mấy cái bài ca ông Trump Ông á, vấn đề này hôm cảm ơn qua cái vấn đề 2024 này hôm ta đã bầu được qua ông Trump. cái vấn đề này hôm qua anh cũng đặt vấn đề bên trên diễn đàn của Vi, tức là cái chuyện cậu Lương Thế Huy như thế nào ra sao thì anh không bàn tới, nhưng mà ở đây chị hôm qua anh có nói là tức là cái anh nói về vấn đề Việt Tân ấy, tổ chức Việt Tân họ dùng cái hình ảnh của cái cậu Lương Thế Huy gì đó, thì anh chỉ đơn thuần anh nói về cái góc độ đó thôi. Và anh đặt vấn đề là giống như Bùi Tùng mới nói trước trước đó đó thì tổ chức Việt Tân và các cái kênh phản động nước ngoài họ luôn rêu rao là họ tuyên truyền là không biết không bầu và cũng cổ súy cho đại khái cổ súy chính đó, là người dân không nên đi bầu. Và tại sao bây giờ lại kêu gọi người dân là nên đi bầu cho cậu Huy, đúng không ạ? Mà trong khi á là lại chỉ là đúng là cậu Huy thôi mà không phải là những người khác. Thì đơn thuần cái câu chuyện anh đặt vấn đề với Dương Vy á là đơn thuần là vấn đề hình ảnh giữa cái Việt Tân vào cái câu chuyện đó đó, chứ tức là chúng ta rạch ròi ra, chúng ta rạch ròi ra chúng ta đặt vấn đề, trong khi gọi là cái tự ứng cử thì không phải một mình cậu Huy, đúng không? Thì mình vấn đề nó nằm ở đâu vậy thôi đó. Anh Thơ Quang và các bạn có thấy một cái điểm gì không, cái tụi phản động nó rất là khôn như thế này nè, nó kiểu như thế này nè, khi mà nó dạ, em nghe rồi anh Hưng có comment cái câu cũng được. Lúc đầu á anh là em thấy tụi nó hay chơi cái trò như thế này nè, ví dụ như ở trong nước mình á có một cái nhân vật gì đó mà gọi là nổi xồm xoàm về cái chuyện mà chống tiêu cực hay là chống cái gì đó, những cái gọi là mượn dao đó anh, mượn cái chuyện chống tiêu cực để mà vạch để mà gọi là cổ súy cho cái chuyện chống phá nhà nước á, thì tụi nó bơm thổi rất là nhanh. Em nói ví dụ điển hình như là Lê Chí Thành á, bữa đó
cũng là lên lên xồm xồm các trang báo lên xồm xồm luôn. Rồi bây giờ em thấy lúc mà Lê Chí Thành ngã ngựa rồi hình như không có thấy trang phản động nào nhắc nữa anh. Tuyệt nhiên là không thấy một cái trang nào nhắc gì đến Lê Chí Thành nữa. Vậy thì phải đổi. Tụi nó sẽ đổi, tức là em thấy là cái dụng ý của tụi nó là cái nhân vật đó đã hết giá trị lợi dụng. Đã hết giá trị lợi dụng rồi thì bây giờ phải kiếm một cái gương mặt mới, mà cái gương mặt đó phải sạch sẽ hơn, phải có cái đường dài hơn, phải có cái ấn tượng hơn, thì những cái người ứng cử viên tự do sẽ là một cái, em nghĩ đó là sẽ là những con chim mồi rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn luôn. Với những cái sơ vi thì những cái hồ sơ cá nhân thì cố gắng tẩy trắng lên, rồi sau đó là phù phép lên, rồi nói tức là đưa ra những cái ý kiến là coi như là tôn thờ những cái vị này lên, bôi đẹp lên, bôi xanh bôi đỏ lên cho nó tưng bừng khói lửa lên đó. Và sử dụng những cái nhân vật mới này để làm một cái nguồn cảm hứng, để mà gọi là hy vọng vào một cái cuộc lật đổ bên trong, đó. Và cái chuyện mà lật đổ bên trong này á, thì chúng ta cũng thấy rồi là liên bang chủ nghĩa xã hội Xô Viết chúng ta cũng đã bị với cái tình trạng này. Có nghĩa là chúng nó là một mặt phá hoại bên ngoài, nhưng sau đó là tụi nó sẽ lột lách vào bên trong nội bộ đảng, leo lên từ từ. Và chờ đợi, leo lên, vừa leo lên là chờ đợi một cái cơ hội nào đó đảng và nhà nước chúng ta sơ sẩy một cái, hay là chúng ta không có chuẩn bị, không có phòng ngừa một cái thì sẽ tiến hành lật đổ một cách êm đẹp luôn. Tại vì anh cũng biết rồi, vào những cái vị trí như là đại biểu quốc hội này nọ đó thì dần dần sẽ có xu hướng là sẽ thu hút được một cái lượng cử tri rất là đông, thu hút được cử tri cực là đông luôn, thì cái đó sẽ trở thành là cái nguồn động lực mà sau này các ứng cử viên đó nếu như mà họ muốn có ý đồ xấu đó, thì họ sẽ sử dụng cái nguồn lực này để họ thực hiện đó. Mà cái việc mà giống như em nói từ đầu đó, khi mà các ứng cử viên mà chui vào trong bộ máy lãnh đạo của nhà nước đó, thì cái việc mà vạch trần cho người dân thấy được họ là người như thế nào là cái chuyện rất khó. Theo em đánh giá là cái chuyện rất khó, tại vì họ đang tiến hành hòa lẫn rồi, họ hòa lẫn vào trong đó rồi, họ che giấu rồi, họ dùng cái quân đổi màu hả? Đổi màu biến màu hả? Dạ. Đúng rồi anh. Họ sẽ liên tục sẽ sử dụng cái chiêu pháp đó là tôi sẽ làm cái này vì người dân nè, tôi sẽ làm người này vì đất nước nè. Họ sẽ dùng những cái chiêu thuật đó, và thì lúc đó chúng ta sẽ rất khó phân biệt, rất khó để có thể giải thích cho người dân, giải thích cho họ phân biệt được đây là cử tri này có thực sự là đúng với xứng đáng được với người dân hay không, chúng ta rất là khó khăn. Đó. Cho nên là em nghĩ là tình hình sắp tới thì thôi, nói chung là bầu thì mỗi chúng ta nên đi bầu. Đó. Cảnh giác thì chúng ta nên cảnh giác. Theo em là như vậy. Còn cái chuyện mà đấu tranh bên trong hay cái gì đó thì chúng ta cứ để cho nhà nước, nhà nước quyền người ta. Đúng rồi. Còn bọn người dân chúng ta cứ việc đi bầu. Cứ đến đúng ngày chúng ta đi bầu thực hiện cái nguyện vọng thôi. Còn cái chuyện lớn lao chúng ta kia. Còn mà về vấn đề mà chúng ta có thể chia sẻ trên mạng, nhưng mà chúng ta sẽ nói chung là theo em nghĩ là chúng ta chia sẻ cho người thân riêng cũng được nữa, cho họ cảnh giác thôi, chứ thật ra là đúng nếu rồi. Mà chúng ta mà phản ứng mạnh quá là chúng ta sẽ ăn cái đòn, chúng ta sẽ nhận lấy cái sự phản của tụi phản động rất nguy hiểm luôn. Chính xác. Dạ. Em xin kết thúc để anh cái chị khác lên ạ. Rồi, cảm ơn Bùi Tùng nha. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn Bùi Tùng rất nhiều. Cảm ơn anh và các anh chị.